Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, đừng bỏ lỡ. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Tại McDonald's, chọn hai bánh giữa McChicken, McDouble hay Hot and Spicy McChicken chỉ có $3.50. Trở lại với phần tư của cà phê sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi tiếp tục. Đang nói về vấn đề COVID lây lan đó thì chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang soạn thảo ra một cái quy định về vấn đề mà để có thể giúp cho các hãng máy bay mở cửa trở lại, cái ngành du lịch nó được sống trở lại đó. Hồi xưa mình không có nghĩ rằng có một ngày nào đó mà cả thế giới không có một chuyến bay nào có người, hay là không có một chiếc máy bay nào được bay mà tất cả mọi thứ đều đứng lại hết. Thì bây giờ để vực lại cái nền du lịch cũng như là giúp đỡ cho các ngành hàng không, công ty du lịch v.v., du thuyền này kia đó, thì chính quyền của ông Joe Biden đang là soạn thảo một cái chương trình cho phép những cái việc này nó sống lại bằng cách là có thể là trong những ngày sắp tới, nếu mà nhập cảnh vào trong Hoa Kỳ này, nếu quý vị không phải là những người định cư ở Mỹ, nhập cảnh vào đây thì quý vị đã từng đi qua những nước như là Trung Quốc, Brazil, Ireland, Ấn Độ và một số nước ở bên Liên Hiệp Châu Âu đó, thì cần phải có chứng minh là âm tính trước 3 ngày với COVID-19, hoặc là phải có đầy đủ chứng minh là mình đã chích ngừa đầy đủ rồi thì mới được nhập cảnh Hoa Kỳ. Còn những quý vị nào mà muốn nhập cảnh vào Hoa Kỳ này đó mà đã không có ghé qua những cái nước đó thì những người đó cũng phải có những cái xét nghiệm nè, rồi cũng phải trình ra những cái giấy là đã tiêm chủng đầy đủ rồi, hoặc là phải chịu ghi danh đi tiêm chủng khi mà tới Hoa Kỳ. Thì đó là trong những cái kế hoạch mà Tổng thống Joe Biden nghĩ rằng là trong cái khoảng tháng 9 á, thì sẽ bắt đầu có những cái quy định mới về vấn đề người nhập cảnh vào Hoa Kỳ cần phải được xét nghiệm âm tính, cần phải có giấy chứng minh là đã được chích ngừa đầy đủ. Còn nếu chưa chích ngừa thì khi vào Hoa Kỳ này thì phải chịu đi chích ngừa thì mới được. Đó là những cái kế hoạch mà chính quyền đang lập ra. Ngọc Lan nghĩ rằng là mai mốt thì thế giới mở cửa cho bay trở lại. Tại vì các nước trên thế giới, không phải chỉ ở Mỹ không, đều gọi là những cái ngành hàng không của họ đó coi như là lỗ lã cả một năm trời này. Không thể tưởng tượng được một ngày chúng ta đang sống ở trong một cái thời đại, một cái thời kỳ, một cái thời điểm rất là lạ lùng. Thưa quý vị, quay trở lại với tình hình COVID đang diễn ra ở Việt Nam, thì ngày hôm nay Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn vừa mới nói rằng là vừa duyệt gói hỗ trợ đợt 2 với tổng kinh phí lên là 905 tỷ để giúp người nghèo ở ngay Sài Gòn, và cái tiền này sẽ được chi trả trong vòng 5 ngày. Nghe là rất là hấp dẫn, trong vòng 5 ngày thôi. Đồng thời số tiền này đó thì sẽ có nhiều cái cách để mà giúp đỡ, chia ra làm 3 nhóm, nhóm lao động tự do, rồi nhóm hộ nghèo, rồi cận nghèo vân vân, và không có phân biệt đây là dân Sài Gòn hay là dân ở các tỉnh mà đang kẹt lại ở Sài Gòn. Thì số tiền họ chi ra liệt kê ở đây rất là hay, và nói rằng là đây là cái đợt mà chi trả lần thứ hai, và số tiền này nhiều hơn là đợt đầu nữa. Tuy nhiên ở cuối cái bài báo này đó thì một số người dân người ta đã lên, người ta hỏi liền luôn. Đây, tôi được tổ trưởng, tôi được phó tổ trưởng ghi danh cả tháng rồi nhưng vẫn chưa thấy gì. Rồi người thì nói là khi nào tôi mới nhận được hỗ trợ, tôi thất nghiệp 3 tháng nay, không có bảo hiểm sức khỏe, không bảo hiểm xã hội, không bảo hiểm y tế, mắc bệnh. Bây giờ tôi lãnh tiền bằng cách nào? Rồi người thì tôi chưa có đồng nào. Đó, thì quý vị sẽ thấy rõ ràng một cái sự mâu thuẫn như vậy. Nhiều người bây giờ cái câu họ cứ nói rằng là lãnh tiền hả? Báo đăng lên báo lãnh, chích ngừa hả? Chích ngừa thì bây giờ có rồi, hồi trước thì nói chích ngừa hả, đi lên trên TV nói thì đi lên TV mà chích, vân vân. Để thấy bên cạnh, thật sự bên cạnh có những cái giúp đỡ
có những địa phương có sự giúp đỡ, rồi người dân đứng ra giúp đỡ, người dân thì rất lúc nào cũng mau lẹ hết. Thì đối với lại khi mà gặp đến cái chuyện của chính phủ và chuyện của chính quyền thì là như vậy, có nghĩa là người ở trên thì nói xuống như thế, nhưng mà khi nào mà đến tay người dân thì đó là chuyện khác. Nhưng mà một vấn đề mà bây giờ mấy hôm trước thì Ngọc Lan hay anh Nguyễn Trường cũng đều có nói trong chương trình Cà Phê Sáng rồi, nhưng mà bây giờ báo chí trong nước bắt đầu mới đưa tin, đó là nhiều người gặp khó khăn khi đi mua thực phẩm bằng phiếu. Cái chuyện hôm trước Ngọc Lan nói, Ngọc Lan theo dõi một người bạn cũng là phóng viên của một tờ báo ở Sài Gòn đó, coi cái cô này đi chợ làm sao trong một ngày. Thì 5 giờ sáng cô đã phải thức dậy, có phiếu, phải đi ra xếp hàng chờ để nhận cái phiếu vào trong siêu thị. Thì bây giờ những cái vấn đề đó hầu hết đã được lên báo hết rồi. Người ta than phiền rằng đi đến nơi đó thì nhiều khi cái giờ mà cho đi siêu thị đó hay là đi chợ chỉ từ mấy giờ đến mấy giờ thôi, nhưng mà vào trong giờ đó không còn gì để mua hết, thịt thà tươi hết rồi. Rồi cái gì nó cũng giới hạn. Mà chạy qua chợ khác á, nhiều khi nghĩ là sát một bên chạy qua, nhưng mà người ta lại không cho vô, với lý do rằng là cái địa chỉ của cô này, cái phường để phải đi chợ ở đúng cái phường nào thôi, chứ không được đi cái phường khác. Thì đây là những vấn đề mà được nêu ra như thế. Rồi chưa kể, nói là một ví dụ một hộ như vậy, một nhà như vậy chỉ được có 2 phiếu đi chợ trong một tuần, nhưng mà cái nhà đó lại là cái nhà cho thuê. Thì bây giờ những cái người mà người ta ở trong đó đông quá, họ nói trời ơi bây giờ tôi đi chợ làm sao, rồi đi mua mỗi lần đi mua như thế nào. Tại vì có những cái quy định giống như ở Mỹ vậy đó, ví dụ như trứng chỉ được mua có một chục, hai chục, hay một hộp, hai hộp, mà ở cái nhà đó đông người ở trọ thì làm sao. Rồi chưa kể có những cái chuyện đó rất là mắc cười, nói là những cái ngày đi chợ sẽ cách nhau, họ cho cách nhau, nhưng mà thấy là cái phiếu gia đình này nhận hôm trước á, một người học trò cũ Ngọc Lan đưa lên, ngày thứ hai đi chợ và ngày chủ nhật đi chợ, khi mà in trên cái phiếu thấy rõ ràng cách nhau tới mấy ngày, nhưng mà xong rồi cho nó ủa chuyện chủ nhật qua thứ hai sát cái ngày như vậy, rồi mua đồ về để làm sao, trong khi một khoảng kia thì họ không có nơi để mà họ trữ, giống như là cái kiểu là ai cũng có đầy đủ các cái phương tiện để mà trữ thức ăn. Nói về vấn đề Việt Nam thì ngày hôm nay đó, Phó Bí thư Ủy ban Nhân dân thành phố ở Sài Gòn có một cái cuộc họp báo, và ông nói rằng là đếm số ca dương tính ở Sài Gòn bây giờ không phải là chuyện quan trọng nữa, mà là chuyện đếm những người đã chữa được khỏi, hay là biến những cái bệnh viện dã chiến giúp cho những người bị nặng không bị tử vong là vấn đề chính, còn đếm số người dương tính không còn là chuyện quan trọng nữa. Hồi trước tới giờ mình cứ nghe rằng là nhiều mặt hàng không phải là mặt hàng thiết yếu đó, khi mà bị chặn lại ở các chốt kiểm dịch để mà khi người dân đi ra đường, bánh mì không phải là thiết yếu, tiền không phải là thiết yếu, nhưng mà hôm nay thì gạo cũng không phải là mặt hàng thiết yếu. Đó là lời của một cán bộ công an ở ngay tỉnh Bình Thuận, khi mà chặn chốt kiểm dịch một người dân đi từ một cái phường đó có tên là như là La Lộc thì phải, La Ghi gì đó, đi qua một cái phường khác để mà mua gạo. Sau khi bị phong tỏa hết gần 20 ngày thì họ bắt đầu đi mua gạo, thì bị cái chỗ này nó chặn lại và nói rằng là từ phường kia mà đi qua phường này thì không được, cho nên không cho đi, và đây là không phải mặt hàng thiết yếu. Thế thì người ta hỏi rằng là tại sao tới 20 ngày nay tôi bị phong tỏa trong này không được đi ra ngoài, bây giờ đi mua gạo thì là không thiết yếu, chứ còn cái gì để ăn. Thì họ nói rằng là tại sao không mua ở cái chợ ngay ở trong cái phường của mình mà đi qua phường bên này để mua. Thì họ nói rằng là ở trong này có 100 hộ dân mà chỉ có một cái siêu thị một thôi, thì còn cái gì để mua nữa hay không? Cho 100 hộ dân đó tôi không đi qua bên cạnh tôi mua thì làm sao mà tôi đi mua được. Thế nhưng mà cãi cọ một hồi đó thì cũng nhất định là không cho qua, vì đây không phải là mặt hàng thiết yếu. Họ hết gạo rồi mà bây giờ trong nguyên một cái khu làng xóm đó chỉ có mỗi một cái siêu thị nhỏ thôi mà nhất định không cho người ta đi qua bên kia để mua. Phép vua thua lệ làng, và chứ bao giờ nói chung là cái quy định ra càng nhiều thì lại là càng là mảnh đất để cho những cái người mà người ta nghĩ rằng là mình có quyền đó, để mà họ làm khó hay là hạch sách, hoặc là nó nhiêu kê mà nó nhũng nhiễu mà. Hồi nãy Ngọc Lan nói là cái gói 9.000 tỷ hay 900 tỷ này là gói thứ nhì á hả? Dạ, của thành phố Sài Gòn.
Tôi tới giờ này tôi chưa biết là cái gói thứ nhất đã được phát đầy đủ chưa. Mà nó thì nãy nó đăng lên nhiều, là có người nhảy vô đã nói người, rồi đấy. Có nhiều người cũng chưa thấy đồng một đồng nào hết từ cái gói thứ nhất 206 tỷ, 260 tỷ gì đó. Tại vì thưa quý vị, khi mà những người này họ nói là không bất kể là dân ở Sài Gòn hay là dân ở các tỉnh, nhưng mà có một cái điều đó là khi mà lên gặp tổ trưởng, tổ dân phố hay là phường, khóm gì đó, thì họ cứ bị hỏi rằng là sổ hộ khẩu đâu. Ừ, đúng rồi. Không có sổ hộ khẩu thì làm sao mà có tên để mà ghi danh. Nhưng mà những người này là những người đến từ các tỉnh, thì làm sao họ có sổ hộ khẩu ở Sài Gòn được. Thế là không chứng minh được, thế là đi về không có được lãnh một đồng nào hết. Đây, đó. Có những người ngay dưới cái bài báo đó, họ lên họ nói thẳng luôn: trời trời, khu nhà trọ tôi có thấy gì đâu. Tôi ở đây từ hồi giờ không thấy gì hết, tổ trưởng đến ghi tên mà không thấy, vân vân. Đó, nhiều cái nó nhập nhằng như vậy, không rõ ràng như thế. Cảm ơn Nguyễn Trường đã đến với chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sáng ngày mai. Và chiều nay cũng lúc 6 giờ mời quý vị xem tiếp tập mới của chương trình Việt Bao La trên đài 56.10 và sau đó thì là sẽ trên Facebook và YouTube của đài. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị trong suốt một tiếng đồng hồ vừa qua. Ngay sau Cà Phê Sáng sẽ là Thời sự Thế giới cùng với Hoàng Trọng Thụy và Thảo Yên. Xin kính chào quý vị.